Nếu quý vị muốn remodel một cái gì đó cho căn nhà của mình thì quý vị lên website của thành phố. Nhớ là lên website của thành phố chứ không phải là của quận nha. Tại vì quận có nhiều thành phố mà mỗi thành phố nó có luật xây dựng khác nhau. Thì quý vị lên website của thành phố và tìm cái chỗ nào mà có ghi permit, xong quý vị chọn vô cái mục đó. Rồi sau đó nó hiện lên một số những cái để quý vị trả lời. Ví dụ như là quý vị muốn remodel nhà tắm hoặc là nhà bếp thì cái đó nó thuộc về bên trong của căn nhà, thì quý vị sẽ chọn cái mục nào mà có chứa cái chữ interior và existing home. Đó, xong quý vị trả lời thêm một vài những câu hỏi nữa. Xong rồi nếu mà nó hiện lên là your location is permitted thì có nghĩa là cái khu vực của mình là mình được remodel mà không cần phải xin phép. Nhưng mà cái người contractors mà làm remodel cho mình á là họ phải có giấy phép để mà làm ha quý vị. Còn nếu mà nó hiện lên là your location is not permitted thì dĩ nhiên là mình phải xin phép. Nếu mà mình không cần phải xin phép mà mình remodel thì sau này dĩ nhiên là mình remodel nó tốt hơn thì cái giá trị nhà của mình nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà mình không xin phép mà mình tự làm á thì sau này mà thành phố người ta phát hiện được á là người ta sẽ bắt mình dỡ ra, rồi người ta bắt mình phạt nữa thì rất là phiền phức ha quý vị, là nó không có giúp cho mình tăng lên cái giá trị của căn nhà gì hết. Còn như Mai thấy đó là hầu như là bất cứ cái gì mà mình làm, mình xây thêm để tăng thêm cái diện tích ở, hoặc là mình làm cái gì đó ở bên ngoài thì hầu như thành phố nào cũng bắt mình phải có permit hết. Ví dụ như bạn muốn làm hàng rào hoặc bạn muốn làm cái deck ở phần đằng sau, cái deck đằng trước gì đó, rồi bạn muốn xây thêm một hai phòng gì đó để mà làm thêm cái diện tích ở cho căn nhà thì hầu như là mình thấy chỗ nào cũng bắt buộc mình phải có permit mới được làm hết đó quý vị. Hy vọng là câu trả lời của Mai đã trả lời được cho một người đã để ở cái phần bình luận ở video trước.